Hello mọi người, đây lại bên mình điện nước Thịnh Phát. Hôm nay là mùng 10 Tết nha, bên mình mới khai trương luôn. Đây, lắp cho sạch bơm đầu tiên này, lắp đẩy nước máy nha mọi người, để lên bồn. Có hai đường, một đường vào nhà, một đường lên bồn. Mình lắp đường lên bồn thôi, đợi anh khách mua đồ về là mình lắp. Đây, mình sẽ lắp con Singer 250 thôi nha, dòng này nó hút trên không được nhé, kéo nước về cho mọi người xài. Đó. Lắp anh khách đầu tiên, anh này là lắp đầu tiên lúc mình khai trương luôn nha. Anh này là mùng 10 Tết nha, tháng giêng. Đây, lắp xong rồi nha, đang chạy, đang đẩy nước lên bồn nha. Lắp co, lắp co hết. Dây điện mình sẽ lấy CB ở trong nhà nha, khoan nó cái lỗ cho chú kìa. Khoan nó lên một cái lỗ. Đấy, đi vào trong nhà có cái CB trong á. Này chú lắp hai con bồn nha, không lên bồn coi được. Mình sẽ coi bộ nước máy quay nha. Đây, đây nước máy của nó đây, đường hết đây. Đây. Đường này là vô nhà nha, không liên quan. Đây. Quay. Quá quay. Quay cái này chạy tiền nước trên luôn. Này nó hút không nha mọi người. Nên kéo nước về cho mọi người lúc về coi biển nó mình kéo về cho mình được. Ok, xong rồi. Mọi người có cần lắp bơm hoặc lắp bơm tăng áp, có bơm đẩy cao gì liên hệ bên mình nhé, liên hệ bên điện nước YouTube Thịnh Phát, điện nước Thịnh Phát nhé. Ok, cảm ơn mọi người.